Chào mừng quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn. Thì hôm nay em chia sẻ với bạn một cái kèo nhận ngay 166k trong vòng 5 phút. Làm cách nào để các bạn thể nhận được 166k này hoàn toàn miễn phí? Thì trước tiên chúng ta sẽ lấy đường link phần mô tả của mình, chúng ta tiến hành tìm hiểu con app này. Đây là con app bạn mình đã test rút ok và chia sẻ cho mình. Thì đầu tiên các bạn đăng ký bằng cách Gmail. Cái tiếp là số điện thoại của ta, các bạn nhớ là 84 nha, 84 bỏ số 0 trước, 84 nhập số 9 số sau nữa. Sau đó là cái tiếp là cái password đăng nhập, cái ePIN là cái mật khẩu tiền 6 số tự nhiên. Cái tiếp chúng ta sẽ read code, tức là nhận cái mã gửi về số điện thoại chúng ta. Sau khi gửi mã về thì chúng ta tiến hành đăng ký. Cái mã 6 số sẽ gửi số điện thoại chúng ta đăng ký nha. Gửi vào số điện thoại chúng ta như thế này đây, 4 số mà nghe, tức là nó gửi cho mình 4 số nhập vào được. Sau khi đăng ký xong nó sẽ gây ra diện thế này, các bạn tắt cho chat đi, tắt phần chat đi. Nó có hai cái ứng dụng để chúng ta tải về, một là App Store, hai là Android. Các bạn nên chọn cái hệ điều hành nào chúng ta đang sử dụng nha, để chúng ta tải về để tiện thao tác hơn. Mình đã sử dụng hệ điều hành Android nha, mình sẽ chọn là Google to tải xuống, vẫn tải. Các bạn chờ một xíu nha, cho lót về cái đã, mở lên cài đặt. Các bạn sẽ chọn một bên trái nha, chọn bên trái cho mình là vẫn cài đặt nha. Cài đặt xong tiến hành chúng ta sẽ đăng nhập. Nó sẽ gặp chuyện thế này. Thì đầu tiên các bạn nhìn vào cái màn hình chính của nó, đó là làm sao chúng ta nhận được là 166k hoàn toàn miễn phí. Cái thời gian sự kiện này diễn ra là ngày 1 tháng 5 cho tới ngày 5 tháng 5 là hết 166k này. Các bạn tranh thủ để chúng ta nhận được sự kiện này. Còn đây là phần quà, chúng ta chia sẻ được nhiều thì chúng ta sẽ nhận phần quà ở đây. Thì đây là một con app đầu tư, là gói đầu tư thấp nhất của nó là 134 Việt Nam đồng. Cái min đó là một gói nha. Thời gian của nó là 1 ngày tới 14 ngày. Mình đang review con app này có những đầu mục đầu tư gì. Một lát mình sẽ chia sẻ các bạn chúng ta nhận 166k free bằng cách nào. Cái tiếp là mình sẽ tìm hiểu những cái gói khác. Thì gói này là một thấp nhất là một máy nha. Còn gói Matic này là 142.000, nhưng mà thấp nhất của nó là 5 máy, bắt buộc phải mua 5 máy cho lên 5 tới 10 máy đây. 10 máy là 1.421.000, thấp nhất là 5 máy. Một lát sẽ hướng dẫn bằng cách chúng ta đăng ký cũng như cách để chuyển qua tiếng Việt để dễ nhìn hơn. Máy này thấp nhất là một máy thôi, một máy là 134.000. Còn nhiều gói nha, còn nhiều gói đó là máy Z nè, Z là bắt buộc 10 máy, thấp nhất là 10 máy, phải mua 10 máy cho lên thì 2 triệu mấy lần. Một lát thì đang nghiên cứu để mình test nha, mình test sẽ mình đầu tư cái gói nào cho hợp lý hơn. Okay, 5 gói thì nó cũng chọn được là 14 ngày, có gói mà đầu tư 1 ngày nha, 1 ngày bằng vốn. Cái min của con này là 100k và phí là 8%. Theo như mình tìm hiểu, bạn mình đã chia sẻ rút tiền về rồi đó. Các bạn rút tiền trước tiên phải cài đặt nha, chọn phòng bánh răng cho mình. Cái tiếp là cái ePIN nè, là cái mật khẩu chúng ta rút tiền. Thì mật khẩu cũ nè, sao số tự nhiên, mật khẩu mới thì các bạn có thể đổi mật khẩu đây. Cái tiếp ra ngoài em sẽ chọn là đổi mật khẩu đăng nhập nha. Cái tiếp là change password, tức là mật khẩu đăng nhập đây. Đổi mật khẩu nhập, mật khẩu mới, xin nhập mật khẩu mới, đổi thôi. Cái tiếp là cái tài khoản chúng ta. Chúng ta chọn ngôn ngữ trước nha, tiếng Việt để cho dễ sử dụng hơn. Ok, chi tiết cá nhân, thấy không? Đổi sang tiếng Việt rồi, để chúng ta sử dụng dễ hơn. Chi tiết cá nhân, bấm vào. Tên, thì tên và họ chúng ta, dứt khoa không giấu nha. Chứng minh chúng ta. Để xác nhận được tài khoản chúng ta hợp lệ thôi.
tên dưới qua không dấu nè, tên ngân hàng nè, số tài khoản nè, chi nhánh ngân hàng, thì các bạn phải chọn là mình đăng ký ở Thủ Đức thì mình bấm là Thủ Đức thôi, còn các bạn chọn đâu cũng được, chi nhánh không quan trọng đâu, quan trọng nhất là cái tên ngân hàng chúng ta viết đúng và cái tên tài khoản chúng ta là dưới khoa không dấu, bạn nhớ nha, dưới khoa không dấu, số tài khoản chúng ta và chi nhánh bạn ghi đâu cũng được cả, nó không quan trọng đâu, chỗ chi nhánh này. Bấm xong tất cả các chi tiết thì bạn bấm chỉ thay đổi thôi nha, thay đổi. Các bạn bấm vô nó sẽ không có thay đổi. Thì nó sẽ lưu lại rồi. Đây là cái máy đào của chúng ta. Chúng ta chưa có mua cái máy đào cả thì chúng ta chưa có cái gì cả đúng không? Thì đây là cái giá trị gia tăng của tất cả đồng coin, Bitcoin nè, giá hiện tại của nó. Để xem giá cả ở đây. Cập nhật giá thôi. Còn wallet chúng ta đây. Thì như mình nói là rút tiền thì chúng ta phải cài đặt, các bạn phải cài đặt đúng không, giống như mình đây cài đặt sẵn rồi tất cả, tất cả đúng không, chúng ta rút tiền rút bao nhiêu thì min rút tối thiểu đó là 100.000 và phí là 8%, tức là các bạn phải có 108.000, có 108.000 mới rút được, phí là 8.000 đó, 100.000 mất 8.000 đó, mã pin chúng ta mật mã rút tiền, vui lòng click vào rút, lịch sử nằm đây, chúng ta nạp rút ở đây hết nha, tất cả lịch sử nằm đây có. Thì nạp tiền thì bây giờ mình sẽ nạp vô là theo chương trình của nó đang diễn ra, đó là chúng ta nạp 555.000, 555.000 để nhận được 166.000 free nha. Thì một lát cho mình quản lý tại sao free, các bạn chọn là ATM nha, các bạn có thể chọn là Momo cũng được hoặc là Viettelbank cũng được tùy các bạn, mình chọn cho internet bằng kinh đi, ngân hàng chọn là Vietcombank. Cái tiếp là mình chọn 12 tùy các bạn thôi, cái nào cũng được. Thanh toán ngay 555 ngàn. Từ ngày 1 tới ngày 5 diễn ra sự kiện thì chúng ta nạp 555 ngàn sẽ được 166 KFRI. Các bạn nhớ lúc nạp tiền các bạn nhớ là cái thứ nhất là cái sao chép đúng số tài khoản, thứ hai là tên người ta, thứ ba là cái nội dung chuyển khoản là 6 số, 4 số này này. Tức là 6392 là nó nội dung chuyển khoản. Đúng nội dung chuyển khoản. Mà theo nội dung chuyển khoản đây. 6392 đúng, họ sẽ cộng chúng ta liền rất là nhanh, đó là 721.000. Lịch sử mình đây thì mình nạp là 555.000 và nhận ngay tức thì chưa được 5 phút nha, tôi nạp lúc 12 giờ 58 phút nè và 1 giờ 13 giờ chiều á 03 tức là 5 phút thì mình đã nhận được là tiền miễn phí luôn. Thì theo như bạn mình á là đã hút rồi, tức là các bạn đó lấy cái số tiền 166 free á mua một cái gói đầu tư là cái gói thấp nhất là gói đốt này và cái số tiền dư bạn đã rút về ngân hàng rồi rất là nhanh và phí là 8%, một lát sẽ phân tích cho bạn xem. Còn hiện giờ mình đang test, mình sẽ mua cái gói Matic 5 gói, 10 gói là 10 triệu 420 ngàn, mình sẽ mua 5 gói nha, 5 gói là mình sẽ có khoảng tầm 701 thôi, 5 gói 701 mình sẽ chọn mua gói 3 ngày nha, 3 ngày mình đang test đầu tư bạn nha. Thì bạn mình đã test rút tiền về rồi ok, và 166 free đó bạn đã mua một cái gói là gói đót 134.000, còn mình đang thấy bạn thấy ok và nhiều bạn người bạn chơi ok thì mình sẽ tiếp tục test đầu tư đây và mình sẽ trong vòng là 72 giờ 59 phút nha. Tầm khoảng 3 ngày bạn nha, 3 ngày mình sẽ review lại, mình rút tiền cho bạn xem. Còn gấp em nói là rút tiền khá là ok, uy tín. Còn tại sao mình không rút? Lý do là bạn mình đã rút rồi, thành công rồi. Và trừ 166k đó, các bạn nó đã chơi một cái gói đó. Thì mình phân tích cho bạn xem nha. Là bạn đó được là 721.000, trừ cho cái gói đó là 135k thì bạn nó còn là 586.000 và rút 8% phí là mất là 46.880, mất phí rồi nha, tức là bạn nó rút mất phí là ta 46.880 đồng. Dù bạn rút bao nhiêu, min rút là 100, vẫn là mất 808% phí. Do đó là bạn nó đã chia sẻ cho mình cái điều này thành công và làm được 166k vừa đi, rút tiền về hết,
còn dư một cái gối là gối đất 134 ngàn gối này. Còn đối với mình thấy bạn đó là test ok, chia sẻ cho mình thì mình bỏ là 555k, mình test cái gối Matiz 3 ngày 15 gối. À, mình khuyên nha, mình khuyên các bạn nên chọn cái gối là Free này 166k, rút tiền về trước đi, sau đó chúng ta lấy cái tiền khuyến mãi á, tôi chơi gói này thì các bạn sẽ an toàn hơn cho bạn hơn. Còn đối với mình test 500 mấy thì đối với mình khá là bình thường, mà mình muốn các bạn nên là sử dụng 555k nạp kiếm 166k và sau đó rút về là an toàn nhất. Thì chúng ta có thể chia sẻ nè bằng link để kiếm thu nhập, thì mình cũng chưa có rét nữa, mình cũng có không biết là nó tính thế nào, thì các bạn thấy kiểm chứng thử. Thì đây là cái nhóm Telegram, mình sẽ để phần mô tả cho các bạn nghe. Hiện nay có chỉ có 433 member thôi, thành viên thôi. Thời gian sự kiện diễn ra nè, 1 tháng 5 là đến là ngày 5 tháng 5. Bạn nhớ nha. Qua thời gian đó thì mình không dám chắc là 166k free nữa nha. Có một bạn nhắn tin nè, rút tiền khá là ok, nhanh. Mình không khuyến khích bạn đầu tư nha. Đây là chia sẻ bạn thấy cách kiếm 166k free cách nhanh nhất và an toàn nhất cho các bạn. Thì đối với dự án mới như thế này thì nó đa số sẽ uy tín lúc đầu, thì các bạn tranh thủ mà chúng ta chơi nạp vào 555k và có ngày 166k free và rút về tiền gốc chúng ta, còn cái lãi chúng ta chỉ để chơi thôi, để chúng ta kiếm thu nhập và chia sẻ. Ok, chúc bạn thành công nha. Thì các bạn biết rồi đó, đa số những con app hiện giờ thì nó được uy tín lúc đầu thôi, lúc sau thì mình không dám chắc. Ok, xin chúc bạn nha, tặng bạn video này. Thì nếu như bạn thấy hay, thấy thích thì xin cho một like và đăng ký hộ kênh để kênh mình phát triển hơn. Tạo lực mình kiếm trang web kiếm tiền riêng cho bạn, kết thích crypto, cái trang mới nhất của Anet chia sẻ các bạn. Các bạn sẽ không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại bạn video tiếp theo. Đừng quên comment, quay xuống thử ngày hôm sau. Thân ái, chào tạm biệt bạn. Cảm ơn đã xem.